bạn đang đến với chương trình Giải Mã Nhan Sắc. Rất là vui lại được đồng hành cùng với quý vị qua khung giờ quen thuộc 10:30 thứ bảy hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Và chúng tôi rất là hân hạnh nhận được sự đồng hành từ bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Trước khi biết về chủ đề chương trình ngày hôm nay cũng như là rất là nhiều những cái kiến thức hữu ích về làm đẹp dành cho quý vị khán giả sẽ như thế nào, thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ những vị khách mời để đồng hành cùng với anh Thơ. Đầu tiên xin mời quý vị cùng gặp gỡ Makeup Artist Đàm Quang Phúc. Để lại chào khán giả đi nè. Xin chào mọi người. Trời ơi, vậy thôi đó hả? Tại vì cũng đã quá quen với mọi người rồi. Hôm nay thì cũng rất vui được đồng hành cùng với chương trình thêm một kỳ nữa. Thì Phúc cũng hy vọng rằng là những cái kiến thức của Phúc sẽ một phần nào đó giúp mọi người có thể là dễ dàng hơn trong việc lựa chọn mỹ phẩm cũng như là lựa chọn có những cái tip nó hữu ích cho quý vị chăm sóc cái đẹp của mình. Giúp rất nhiều. Đó là lý do vì sao mà Phúc vẫn tiếp tục được mời để đến số tiếp theo. Hy vọng còn nhiều số nữa. Chứ mà không giúp được nhiều là hiểu ra ha. Một đi không trở lại đó. Bên cạnh đó, để có thể mang lại những cái thông tin mà nó thực sự đa chiều thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ những vị khách mời khác cũng rất là quen thuộc trong chương trình Giải Mã Nhan Sắc. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ diễn viên Trà Ngọc. Ủa Ngọc Hoa, chị giới thiệu Trà Ngọc hả? Dạ em đây nè chị. Em bây giờ em cản quá, nó cũng không có làm lợi chị ơi. Có cửa mình nó muốn làm cửa chương trình bự lên chị, cửa cuốn lên cũng được, cửa đứng bích dịch luôn, đứng vừa cái cửa ta luôn, em không vô được chứ chị luôn á. Thiệt nè em, lát nữa nha em nhắm là em chia sẻ thông tin thiệt là nhiều nha. Dạ thiệt là nhiều nha. Dạ chứ cái gì đâu mà vô mà. cái tâm nặng nó phải tỷ lệ thuận với lại cái kiến thức cho mình có chị ha. Đúng rồi. Ủa mà kiến thức lắm, nãy chen ba người mà sao giờ vô có em chỉ hình như thiếu đứa nào. Trời ơi, dưới Thanh Vàng đâu? Nãy ba người hay nãy ba người. Rồi em lỡ bước té nhẹ. Khoan để đếm kiếm anh em coi. Mở cửa. Trời bạn ơi. Em có ổn không bạn? Nãy em có té nhẹ bên linh một cái gì đó, em không biết nó là cái gì. Không phải té đâu chị, còn dẫm lên. Dẫm lên. Ôi chà. Mình đã ý thức được cái trọng lượng mình không được nhẹ đó em. Thì mới mốt mình đi ra ngoài đường mình bớt tung tăng, mình bớt chạy nhảy lại. Cái đó anh phải né em chứ. Hả? Anh phải né em chứ. Em như cái xe ủ lô là anh phải né cái xe ủ lô đi. Không chứ. Không có ai né kịp cái xe như ủa chị vậy hả? Ờ. Vậy thôi đáng đời. Thì chạy với tốc độ 200 km/h. Nó không nhận nó đè à em. Xong em gán bường từ ở ngoài cổng em vô tới cái cửa rồi. Nó chốt cái cửa, nó không cho em vô. Trời, chị nhìn tới nhìn lui chị không thấy em đâu là chị đã lo lắng cho số phận của em rồi. Tại vì á, không có lần nào mà chị thấy mà em tham gia chương trình chung với lại Ngọc Hoa mà chị thấy em bình an vô sự hết trơn á. Em là nãy nhận được điện thoại của chương trình mời em tới đây là em đã run run rồi. Sao? Lần trước em nghe có Ngọc Hoa là em đã sợ rồi. Ai mà về lần này quay cũng dính ngay cái mặt nó nữa. Không, mà thật sự ra lần này á không có Hoa không được em ơi. Hả? Sao chị? Là chương trình bữa nay liên quan tới Hoa. Bây giờ á, để mà chia sẻ về cái chủ đề chương trình ngày hôm nay là sẽ nhờ Đàm Quang Phúc nè. Cái chủ đề ngày hôm nay đẹp sẽ... Đẹp mở hả anh? Chứ nó nữa anh thấy Hoa nhân vật chính. Nhân vật chính của... À biết rồi, tắm trắng đúng không? Tại trời con này nó đen quá, phải tắm trắng lên chứ. Giỏi. Ủa sao nhỏ lâu gì đâu? Không, em... cũng giống như vậy em mà là đừng chống nắng. Đừng có cố tình mặc đồ trắng. Chống nắng. Còn cái vấn đề mà tắm trắng thì mình để kỳ sau. Cái vấn đề đó cũng cho em làm nhân vật chính luôn. Đen cái này là đen tự nhiên. Đen quý tộc. Em có thể phân biệt cái như là cho chị mở mang tầm nhìn á, đen quý tộc là sao em? Đen không? Quý tộc là được mời lên chương trình Giải Mã Nhan Sắc. Đen quý tộc. Em hồi đó giờ anh cứ tưởng là em là đen trộn hồ không đó. Ây da. Trời lên ơi. Lên sóng em, đang lên sóng em. Trời ơi. Bình tĩnh em. Phải biết thân biết phận mình đi. Em tắt cái cặp này ra chứ quýnh lộn một hồi nó không ghi hình được. Cái người thì xương không hà, mà cứ chọc cho người ta đụng vô rồi gãy cái cọng nào sao chị chịu trách nhiệm. Ban tổ chức ơi, cho xin chiếc xe cấp cứu đi. Lần trước ngồi đã gụng lũng mấy cái ghế chương trình rồi. Mấy cái xương rồi nó đâm á. Rồi bây giờ cái khách mời của chúng ta mình trật tự lại chút xíu đi. Lần nào mà đến với chương trình là không bao giờ cô mà... la kìa. Đúng rồi, không bao giờ mà để cho khán giả được bình yên ở cái giai đoạn đầu tiên này hết trơn á. Lúc nào phải bắt Thơ đứng ra dẹp loạn. Bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với chương trình ngày hôm nay với chủ đề nói không với nắng. Các bạn đang đến với chương trình đầu tiên đó là một đẹp tinh tế. Trong chủ đề nói không với nắng ở chung mục đẹp tinh tế thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái bí quyết của bản thân mình cho quý vị khán giả về cái việc là lựa chọn kem chống nắng và sử dụng nó như thế nào. Bây giờ thì mọi người nghe rất là nhiều đúng không ạ? Đi ra đường là phải có kem chống nắng. Tại vì nắng là một trong những cái tác nhân gây hại cho làn da của chúng ta rất là nhiều. Cái việc đầu tiên mà chúng ta có thể thấy đó là Ngọc Hoa. Em minh chứng sống động. Chưa kịp nói nó cái tàn nhang chỉ Ngọc Hoa cái khựng vậy nè. Sướng rồi. Như chỉ mình vậy. Sướng rồi, đợt này lãnh vừa tiền khách mời mà lãnh đúng vừa rồi. Tiền người mẫu đó nữa. Đó chứ là đen da.
Và bên cạnh đó, cái tác hại vô hình mà đến khi mình phát hiện, mình biết ra được rồi là lúc đó rất là khó để mà cứu chữa lại, đó chính là lão hóa da. Và Thơ là một trong những người mà gánh chịu cái hậu quả đó rất là nhiều, tại vì Thơ thường hay tham gia những cái chương trình mà ở ngoài trời á. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cái thói quen sử dụng kem chống nắng, hoặc là như Thơ, Thơ hiểu cái tầm quan trọng của nó, nhưng mà Thơ không biết cách lựa. Và Thơ rất là ghét sử dụng kem chống nắng luôn. Đến thời điểm hiện tại, Thơ vẫn không sử dụng kem chống nắng. Trong cái chương mục đẹp tinh tế thì chúng ta đưa ra những cái mẹo liên quan đến việc là tự chăm sóc và làm đẹp bên ngoài thôi. Thì ở đây á, là sử dụng kem chống nắng hàng ngày và cách lựa chọn kem chống nắng như thế nào. Thơ rất là ghét sử dụng kem chống nắng, đặc biệt là sử dụng cho mặt. Thơ cứ có cảm giác nó làm Thơ bị mụn. Thêm nữa là như Thơ là phải trang điểm đi, mà ở dưới có một cái lớp kem chống nắng nha, là Thơ đánh cái nền Thơ không có ăn. Nó cứ bị móc móc, nó cứ bị đúng trắng hơn mặt. Nói chung là do mình chưa chọn được cái đúng, phúc tốn rất là nhiều tiền. Phải thử từng loại mới biết được cái loại nào hợp với da của mình. Trời ơi. Tại vì kem chống nắng á, là đa số mình sử dụng mình hay bị cái tình trạng là mình đổ dầu. Nhưng mà khi mà mình tìm được một loại kem chống nắng á, mà nó phù hợp với da, chẳng hạn như Phúc là khoảng chừng 4 năm trở lại đây là Phúc ngày nào cũng sử dụng kem chống nắng cả. Trời. Kể cả ở trong nhà luôn hoặc là ở trong văn phòng luôn. Nhưng mà bây giờ có đang xài kem? Có, hiện giờ vẫn cũng đang sử dụng kem chống nắng và hoàn toàn khô ráo. Hay vậy? À. Sao mà làm được chuyện đó? À, nè, chị cắn sờ vào hiện vật chị ơi. Ôi vậy hả? Cái gương mặt của chị lúc lên, trời ơi, sao đẹp dữ vậy nè. Chứ không phải là gương mặt, trời ơi, sao mà, ủa sao không có đổ dầu ta? Không phải là gương mặt tò mò à? Em phải thông cảm, tại vì cái đó là mặt của Phúc. Còn nếu em là chị nó banh ra rồi, em hiểu không? Vậy nè, ví dụ à, trời ơi, không lấy gì hết cắt nữa. Tôi muốn đi về. Mình hay có quan điểm là ở trong nhà mà đúng xài rồi, kem chống nắng làm chi. Nhưng mà kem chống nắng, cái tia UVA và tia UVB là mình không có thấy được. Thì sẵn phút đó luôn, UVA là gì, UVB là gì, mà trên cái kem chống nắng nó đúng hay rồi, ghi đúng á rồi. Đúng rồi. Thì cái UVA đó là cái bước sóng dài, và nó sẽ xuyên qua cái lớp da của chúng ta tới tận cái lớp hạ bì ở bên dưới, và nó sẽ làm là đứt gãy các sợi collagen của mình, là lão hóa đó, da mình lão hóa. Tăng sinh cái melanin, cái mà hắc sắc tố gây đen da cho mình. Rồi bên cạnh đó, nếu mà nó đi sâu nữa thì nó có thể là phá hủy tế bào da gây ung thư. Còn cái tia UVB là cái tia này thì mình có thể là cảm nhận được đó, là nó gây nóng rát, và cái phản ứng đầu tiên của mình là mình bị phỏng da hoặc là mình bị lột da sau khi mình phơi. Đó là tác động của tia UVB. Qua rất là nhiều lần sử dụng nhiều loại sản phẩm khác nhau, Phúc đúc kết ra được một vài sản phẩm rất phù hợp với làn da châu Á của mình. Là thứ nhất là thoáng mặt, không đổ dầu, mình có thể sử dụng nó làm cái kem nền luôn, và nó dưỡng da cho mình luôn. Tại vì Phúc sử dụng cũng cả trăm loại rồi đó, mình mới có thể là đúc kết được. Có những loại mà sử dụng về là nổi mụn, phải trả giá bằng cái việc là nổi mụn. Thơ nè, là phải đi chữa mụn. Chị khó hy sinh quá hả? Mình chia ra là hai loại, là chống nắng vật lý và chống nắng hóa học. Thì chống nắng vật lý là như thế nào? Là mình sẽ tạo một cái lớp màng bao bọc, đó là mình chắn từ ở phía bên ngoài luôn. Nó bị một cái nhược điểm là nó sẽ, mình nhìn sẽ có một cái lớp ở trên mặt. Thì cái lớp này là một cái lớp màng dễ trôi, nhưng mà nó không có hóa chất để nó thẩm thấu vào trong da. Thì có nhiều người ta sợ hóa chất á, người ta có thể là sử dụng là chống nắng vật lý đó. Còn đối với mà chống nắng hóa học á, thì nó sẽ có những cái dưỡng chất nó thấm vào da, nó giúp da phản chiếu lại tất cả các tia UVA và tia UVB, và giúp da mình có thể là khỏe hơn đối với những cái tia đó. Đây là một cái loại chống nắng con lai giữa chống nắng vật lý và hóa học. Nó vừa là hai tính năng, phức tạp quá à. Nó là vừa hai tính năng, là cái thành phần hóa học chống nắng của nó ít, nhưng mà nó tạo một cái lớp màng để mình có chống nắng. Cái này thì Phúc thấy là phù hợp đối với những bạn mà da khô hoặc là da thường. Tại vì chống nắng vật lý là nó nằm ở trên da và nó sẽ làm ẩm da của mình. Thì đối với bạn da khô á, sử dụng cái này rất là tốt. Da mình lúc nào cũng ẩm, vừa được chống nắng, vừa được ẩm và không bong tróc. Là em nghĩ là các bạn, quý vị khán giả thì sẽ có thể sử dụng được, nhưng mà những anh chị em nghệ sĩ của mình thì khó sử dụng hơn. Bởi vì nếu mình đi quay phim ở ngoài á, thì thường thường cái lớp mà vật lý của nó sẽ làm ánh da mình lên. Đúng rồi. Nó sẽ có một cái độ bóng nhẹ. Là đẹp chứ. Tại vì cái lớp màng của đó, nó tạo một cái lớp bóng nhẹ trên da. Thì cái loại thứ hai nữa đó là Anessa. Đây là một cái sản phẩm đến từ Nhật, dành cho da thường đến da hỗn hợp. À, đây Thơ hợp da thường đến da hỗn hợp. Và nó có cái nắp màu xanh ở đây. Đó là dành cho sensitive, là dành cho làn da mà rất là nhạy cảm luôn. Sử dụng vẫn không bị nổi mụn. Nó phân biệt ở trên cái nắp như thế này. Sao mà mấy cái chống nắng bây giờ nó mát vậy? Kem chống nắng mình có một cái mẹo rất là hay, là kem chống nắng thường nên để vào ngăn mát của tủ lạnh trước khi sử dụng. Nhưng mà cái này nó rất là mát. Đúng rồi, bình thường nó đã mát rồi, nhưng mà mình để vào trong đó, khi mà mình sử dụng nó làm dịu da mình đi, thấp nó làm xuống, giảm nhiệt là độ da. Đúng rồi.
Và cái thành phần chống nắng thì của mỗi tiết thì đều giống như nhau cả. Là 50 hết. 50. Sao mình không chọn nhiều hơn, nghe nói bây giờ có tới SPF 100 luôn á. Đúng rồi, đúng không, rồi. Thì có, nhưng mà cái thành phần mà SPF á thì đối với làn da châu Á của mình cũng như là sử dụng hàng ngày á thì Phúc thấy là nên sử dụng là khoảng 50 là ok cái rồi. Cái SPF 100 thường là em thấy bạn sử dụng là 100 đi biển cộng á. Đúng rồi, mình đi biển. Nghe này cho tao thử hết đi. Đây, và cái loại này là Phúc rất là thích dành cho đặc biệt những bạn mà da siêu dầu. Xịt hả anh hay là... Không, cái loại này nó là một dạng sữa. Nhưng mà cái sữa của nó thì nó có bột ở trong đó. Là mình xoa lên tới đâu là mình nó khô mặt mình tới đó ngay. Sữa nó, có bột á. Sữa có bột. Chết là đúng là thơ từ nhiều từ quá từ vậy. Sao lắc lắc giống cây viết số hồi nhỏ em đi tại học vì vậy. Cái nó là dạng lỏng nên là trước khi sử dụng chúng ta phải lắc lên và tất cả. À, bây giờ mình chỉ thoa lên đúng không? Ừ. Ai nó trắng vậy? À nó cái này á mình có thể làm toner được làm cái này làm body make up được nè. Làm body make up được và nó rất là khô luôn, hoàn toàn là không có nhớt gì luôn. À. Và mình giờ mình cảm thấy là nhưng nó có một lớp bột. Nhưng mà nó sẽ không có cái tông để chọn á anh hả? À, trời bây giờ mới hiểu nè, là sữa mà bột có nghĩa là khi mà đổ ra mình thấy là sữa đúng không? Dạ. Nhưng mà bây giờ thơ rờ lên là đúng y, nó khô y như có lớp bột trên đúng này vậy. Nhưng mà dạ, có cái nhược điểm này là hoa xài cũng được nha. Sao vậy anh? Sao lại không có tông mặt hả? Em. Đúng rồi, tại vì cái da nó bị bật quá nó so với rồi, tông da. Nó bật tông hẳn, đây là da của mình. Nói đó, đây là không thể sử dụng thành makeup body được. Cái này là dành cho mặt hay cho cơ thể vậy? Dành cho mặt và cơ thể luôn. Ủa như vậy Ngọc thì em xài là kem chống nắng, em xài gì? Em xài dạng xịt không à, ít khi xài thoa lắm. Tại vì thoa mình phải làm cho nó tại vì nó khi mà nó... dạng xịt á là nó nén vào bình, nó có thêm những cái chất phụ da nữa. Thì khi mà em xịt em thấy nó rất là mát không. Thì khi đó thì nó sẽ có một phần nào đó nó gây hại cho da. Trên tay Phúc là hai siêu phẩm mà Phúc cực thích. Và Phúc cái nghĩ gì ông cũng thích hết đó. Phúc nghĩ là chắc cả đời này là Phúc chỉ xài hai cái này thôi. Thì thứ nhất là Shiseido là cũng quá quen thuộc với mọi người rồi. Thì đối với cái Shiseido này á là nó ghi là very water resistant, là không trôi. Ủa trời, là để bơi á, bích lắm, cảm giác không bích là nó cảm giác là nó giúp cho da mình mát thông thoáng, nhưng mà cái độ mà trôi á hoặc là độ mà chảy nền mà giống như đó mà. Đó thì nó rất là khó, hoặc là khi mà sử dụng rồi mà có nước tạt vào á mình sẽ thấy là nước nó sẽ trôi xuống ngay luôn. Mình phải có tẩy trang và tất cả hai loại này đều là sữa, và cái loại này là của Kose, đây là hàng nội địa Nhật Bản. Cái loại kem chống nắng này đó là nó rất là mỏng luôn. Trời, và cái này khô nhanh ghê, và nó khô mình có thể là nó nâng tông mình lên khoảng chừng nửa tông thôi, và nó làm bề mặt da của mình láng nữa và nó thay thế tất cả các sản phẩm của một cái lớp lót luôn. Mình sử dụng lót của nó thì mình make up bình thường. Cảm ơn Đào Quang Phúc rất là nhiều. Thực sự là thơ thấy rõ ràng bây giờ là cuộc sống của mình càng ngày càng phát triển hơn á, thì những cái gì để phục vụ cho đời sống của chúng ta nó phát triển một cách vượt bậc luôn. Chẳng hạn như là thơ nhớ là chỉ sau một thời gian, thơ không nhớ là từ khi nào thơ không sử dụng kem chống nắng, thơ không nghĩ là bây giờ trên thị trường nó lại có nhiều cái sản phẩm mà nó hay tới như vậy luôn. Thì đây là những cái thương hiệu rất là quen thuộc, và chúng ta đi vô những cái trung tâm thương mại thì chúng ta đều có thể thấy những cái sản phẩm như thế này, và mình có thể thử trên da của mình. Nếu như mình cảm thấy là cái sản phẩm đó nó phù hợp với làn da của mình thì mình nên mua, mình nên đầu tư cho bản thân. Thực sự đây là một trong những cái bước rất là quan trọng để giúp cho chúng ta giữ mãi cái nét thanh xuân của mình. Một lần nữa cảm ơn Đào Quang Phúc rất là nhiều, và bây giờ xin mời các khách mời chúng ta đến với chương mục tiếp theo. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương mục Đẹp Thông Minh. Trong chủ đề nói không với nắng, nói về những cái tác hại do nắng mặt trời gây ra thì có rất là nhiều đúng không ạ? Tuy nhiên có một trong những cái vấn đề nó không có gây nguy hiểm đến sức khỏe của mình, nhưng thực sự nó là một trong những vấn đề mà gây cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi. Đó chính là nám da. Ôi trời. Sao em? Em bị mình nha. Mình thì chưa tới tuổi nám. Em bị vừa nám mà tàn nhang. Ủa em có nám hả? Có nám. Tính ra là bên lĩnh vực nghệ thuật là nghệ sĩ của mình á, sau này nè phải gánh chịu rất là nhiều những cái vấn đề về da. Tại vì đi ra quay ở ngoài quay nắng. Ngoài nắng. Thí dụ như những cái khâu khác còn có cái nón để che, còn cái áo khoác dài tay đúng không? Còn chị em mình á thì coi như là phơi ngoài nắng mà đặc biệt nghiệt. Một cái khán giả sẽ có thể là không biết được là tại vì phải có nắng, nắng càng nắng thì càng quay càng đẹp. Cho nên là lúc nào đạo diễn cũng là ơ mấy các em ơi mát rồi vô trong nghỉ đi đợi nắng quay, rất là cực là vậy. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau để mà tìm hiểu những cái kiến thức liên quan đến việc điều trị nám hiệu quả, và đồng hành cùng với chúng ta để mang lại những kiến thức thật là đúng và đủ đó thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Minh Nhật, trưởng khoa da liễu của bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc. Chào anh Thơ, chào bốn bạn tham gia chương trình, và xin kính chào toàn thể quý vị đang xem đài. Dạ mời
bác sĩ. Chủ đề của chương trình chúng ta ngày hôm nay đó là nói không với nắng. Và vấn đề rất là nhiều người quan tâm bây giờ và rất là nhiều người gặp phải luôn, đó là tình trạng nám da. Theo thống kê của bệnh viện JW, trong số những vấn đề mà liên quan tới da thẩm mỹ như là nám nè, mụn nè, sẹo nè, vân vân, thì cái tỷ lệ mà khách hàng tìm đến để điều trị nám là cao nhất. Nó chiếm gần như là 80% khách hàng. Hoa, bữa nay tranh thủ nha Hoa. Dạ, tranh thủ. Hôm nay là ngày của Hoa. Nếu như mà thật đúng như là tình trạng da của bạn Hoa giống như anh Thơ chia sẻ thì mình cũng rất sẵn sàng thôi, mời bạn Hoa đến bệnh viện JW gặp các bác sĩ da liễu, bác sĩ Nhật thì càng tốt. Rồi, dạ. Hoa là sẽ là một trong những người mà bác sĩ Nhật sẽ chăm sóc rất là tận tình. Chúng ta cùng đến với các từ khóa đầu tiên, nguyên nhân. Em, cho em hỏi là ví dụ mà nám da, theo em biết thì là những người lớn tuổi, ví dụ như bác em ở nhà là hay bị, kiểu như đi nắng thì mới bị. Còn em kiểu như là đi còn trẻ và đi diễn ở ngoài trời nhiều thì cũng bị nám. Thì nó có liên quan là do thời tiết lúc nào tuổi tác ai cũng bị không, hay là do cái độ tuổi là mới bị thôi? Mình sẽ chia ra cho các bạn dễ hiểu. Mình sẽ có hai nhóm nguyên nhân điều trị nám, người ta gọi là nhóm nguyên nhân bên trong và nhóm nguyên nhân bên ngoài. Thì cái nhóm nguyên nhân bên trong thì nó sẽ bao gồm là tuổi tác, thời gian. Theo tuổi tác dễ bị lão hóa da thì nó cũng xuất hiện nên những cái tình trạng sạm nám da này. Cái nguyên nhân bên trong thứ hai đó là nó liên quan tới di truyền. Cho nên là bạn cũng phải để ý lại một chút ở nhà tình trạng mẹ của mình có dễ bị nám khi còn sớm hay không. Gây nám da nó còn liên quan tới nội tiết tố nữa. Khi mà phụ nữ chúng ta mang bầu nè, sinh con nè, giai đoạn tiền mãn kinh nè, hoặc là những cô gái trẻ nhưng mà có thể là bị những cái bệnh lý gì đó liên quan tới những cái phần phụ như buồng trứng, nó vẫn là thay đổi nội tiết và là nguyên nhân gây nám da. Thì cái nhóm nguyên nhân thứ hai là nhóm nguyên nhân bên ngoài, thì nó sẽ bao gồm những nguyên nhân nhỏ như sau. Thứ nhất là phải kể đến anh chàng ánh nắng mặt trời, cái này rất là nguy hiểm và là nguyên nhân chính bên ngoài gây nên nám da. Thứ hai là vấn đề sử dụng mỹ phẩm có đúng cách hay không, cái cách chúng ta chăm sóc hoặc là can thiệp những cái phương pháp làm đẹp cũng không có đúng cách. Chưa kể đến là mặc dù 26 tuổi nhưng mà đôi khi anh nói cho vui nha, hay đừng buồn chị, như khi mình thất tình á, cái mình cũng stress, một căng thẳng, chế độ sinh hoạt của mình không có đúng thì nó cũng là nguyên nhân gây nám. Cho nên là trong tất cả những nguyên nhân mà nãy giờ mình chia sẻ thì bạn Hoa mặc dù độ tuổi của mình rất trẻ thì hơn ai hết là Hoa sẽ hiểu được là mình rơi vào một trong những nguyên nhân nào. Dạ, được dạ. Không ạ? Từ khóa tiếp theo đó là dấu hiệu. Ủa, dấu hiệu em tưởng đâu là cứ thấy cái vết mà. Đúng rồi, rác rác là bị nám. Hay gì kỳ vậy? Đốm thâm thâm hoặc là nâu nâu là bị nám phải không ạ? Có phải là nám là nó chỉ biểu hiện ra bên ngoài để cho mình thấy hay không, hay không, là đối, đối. Nó có những giai đoạn trước nám nó có dấu hiệu gì hay không? Hay giai quá đoạn đó, giai đoạn tiềm ẩn của nó. Thật ra thì cũng không có cái dấu hiệu nào để báo trước cho chúng ta là chúng ta bị tiền nám. Chỉ khi mà thấy biểu hiện ở trên gương mặt là chúng ta thấy nó sậm màu hơn. Và biểu hiện của nó là những cái giác tăng sắc tố. Thì những cái giác này lúc ban đầu nó có thể chớm chớm là màu vàng, sau đó nó có thể chuyển thành màu nâu, từ màu nâu nhạt đến màu nâu đậm. Và đậm hơn nữa thì nó có thể trở thành màu xanh đen hoặc là màu đen. Đó là những cái nám đậm. Thì lúc này bằng mắt thường chúng ta mới nhìn thấy được cái đó và chúng ta đã biết là nám rồi. Nhưng khi mà chúng ta hơi hơi thấy cái tình trạng da của chúng ta hơi có biến đổi không đều màu, nó hơi vàng vàng, nâu nâu nhạt một chút, thì lúc này nếu như chúng ta cứ tiếp tục không có những cái biện pháp điều trị, không có cách ngăn ngừa, thì có thể lâu dần nó sẽ thành những cái nám đậm, thì lúc đó nó sẽ khó điều trị. Cho nên hơi chấm chớm như vậy thì chúng ta nên tìm đến bác sĩ để điều trị cho mình. Có phải là cái vết nám trên mặt nó càng đậm thì cái nám đó nó càng nặng hay không, và ngược lại? Cái này thì không hẳn là như vậy. Ví dụ như vậy, khi bạn đi biển đi mà bạn không thoa kem chống nắng và bạn da của bạn bị bắt nắng, rám nắng, lúc đó về nhà bạn thấy nó gần như nó đen hết cả mặt, một cái diện rất là rộng và đen rất là đậm. Nhưng thực sự lúc đó nó chỉ là những cái tình trạng tăng sắc tố ở bên trên bề mặt da thôi, người ta còn gọi là nám nông. Thì lúc này mình rất là dễ điều trị vì nó tập trung ở phần trên mà. Thì chúng ta sẽ can thiệp bằng những cái phương pháp, ví dụ bắn laser, thuốc thoa để điều trị thì nó sẽ sáng lên rất là nhanh. Còn những cái nám mà đôi khi chúng ta thấy nó ẩn ẩn, nó chìm chìm, nhìn nó rất là nhạt, nhưng thật ra đó lại là chính là cái nám sâu ở bên trong da của chúng ta. Và lúc này chúng ta phải can thiệp rất là nhiều phương pháp và thời gian cũng phải rất là lâu để mà điều trị với cái nám này. Thì đó cũng là câu trả lời cho bạn Anh Thơ. Nhưng mà rồi bạn Anh Thơ có biết rồi làm sao mình biết được là phân biệt được nào là nám nông, cái nào là nám sâu không? Dạ, nếu hay là em nám biết được là em không mời bác sĩ đến đây, đúng không? Thật ra mình đố bạn Anh Thơ thôi, mình tưởng bạn Anh Thơ trả lời được là mình đi về liền. Nhưng mà cũng rất may. May quá. Cũng rất may là bạn nói là bạn không biết. Rồi bác sĩ cho gài ghê luôn đó. Gài dữ dội. Gài quá. Tức là bây giờ muốn biết nám như thế nào thì chắc chắn một điều là các bạn sẽ phải tìm đến bác sĩ, và cụ thể luôn là bác sĩ da liễu để khám cho mình. Thì bằng mắt thường thì bác sĩ da liễu một phần nào đó có thể chuẩn
đoán được cho bạn vấn đề này. Nhưng chắc chắn nhất là bác sĩ cũng sẽ phải dùng tới công cụ để hỗ trợ cho mình, đó chính là cái máy soi da, để chúng ta biết được, phân định được là cái nám này nó nằm ở cái lớp nào, nông, sâu hay là nám hỗn hợp, để từ đó mình sẽ đưa ra cái chiến lược điều trị cho nó phù hợp. À, bác sĩ, em có một câu hỏi em cũng thắc mắc bao nhiêu lâu nay là giữa nám với tàn nhang nó khác nhau chỗ nào, tại vì em hay bị lẫn lộn. À, ý các bạn đang nói tới nhìn như thế nào ở trên da của mình để chẩn đoán hai cái tình trạng da này đúng không? Dạ. À, thứ nhất là cái tàn nhang nó chỉ là những cái điểm như đầu tâm thôi đúng không ạ? Nhỏ, chấm. Những cái chấm nhỏ nhỏ, và cái màu sắc của tàn nhang này nó rất là nhạt, thường là nó sẽ có những cái màu vàng hoặc là màu nâu mà nhạt thôi, chứ không có thấy là nó đen hay là xanh đen giống như là nám. Vậy và là nó sẽ rải rác ha, đặc biệt là ở những cái vùng phơi bày ánh nắng mặt trời. Vì nguyên nhân gây nên tàn nhang, thứ nhất là do bản thân cơ địa của mình, thứ hai là do ánh nắng mặt trời, cho nên nếu chúng ta tiếp xúc ánh nắng mặt trời nhiều thì nó bị tàn nhang. Và cái sắc tố tàn nhang này á, là nó nằm nông ở bên trên da của chúng ta thôi, chứ không có ai nói là tàn nhang mà nó nằm sâu ở bên dưới hết, lớp bì hết. Còn cái nám của chúng ta, các bạn thấy một cái mảng thì người ta gọi đó là nám mảng, nhưng ngoài cái nám mảng ra thì nám nó vẫn có cái biểu hiện là những cái điểm luôn, giống tàn nhang. Nhưng mà chắc nó to hơn tí so với tàn nhang. Nó sẽ to hơn một tí, và cái sắc tố của nó cũng hoàn toàn khác, nó sẽ xanh đen hơn, nó đen hơn, nó đậm màu hơn. Và nám á, thì nó có cái nám nông ở bên trên, nhưng nó còn có cái nám sâu ở bên dưới nữa. À, đây là một trong những cái ca điều trị nám mà bác sĩ Nhật đã điều trị thành công. Đây là trường hợp của cô Mang Thị Xuân Ngộ, cô ở Bình Định. Thì tình trạng da của cô á, là bị hỗn hợp nhiều vấn đề. À, thứ nhất là nám da, và chưa kể đó nữa là cô có thêm cái tình trạng lão hóa da nữa. Thì ở đây chúng ta đang nói về nám ha, cho nên là mình sẽ phân tích về cái tình trạng sắc tố của cô thôi. Bác sĩ ơi, cho em hỏi là nếu mà mình bị như vậy á thì là mình điều trị khoảng bao lâu? À, thì thấy em đâu có tới mức như vậy hả Hoa? Em là cái hoa đang ngừa, hoa đang ngừa qua đốm nhỏ qua. Nhỏ nhưng mà ơi, em còn cả một tuổi thanh xuân để trị nám mà qua. Cả một tuổi thanh xuân để trị nám mà qua. Ông phải, em hỏi cho bác em, tại vì bác em cũng bị nám kiểu đó. Mẹ em cũng bị, nói chung là người thân mà phụ nữ trên 30 tuổi dưới quê là cảm bị giác là gì bị sạm hết mặt. Các bà các chị sợ lắm mà. Trường hợp này thì là mình đã sử dụng cái liệu trình laser để điều trị, và cái liệu trình laser này trải qua là số lần là 10 lần. Kết hợp với cái liệu trình laser đó thì chắc chắn một điều là bác cũng sẽ phải sử dụng thêm những cái mỹ phẩm tại nhà, những cái thuốc thoa cũng giống như là thuốc uống ở bên trong, và chắc chắn một điều luôn sẽ phải sử dụng kem chống nắng liên tục. Bác sĩ là cứ mỗi lần là cái cô này sử dụng 10 lần là cứ mỗi lần bắn xong là da nó sáng lên một chút hay là sao bác sĩ ha? Có những lúc là da là nó sẽ đậm màu hơn, tại vì khi mình dùng laser có những lúc nó sẽ làm tăng sắc tố. Tăng sắc tố thì các bạn cứ nghĩ rằng là tự nhiên sao tôi đi điều trị không thấy nó sáng hơn mà thấy nó đậm hơn, nhưng mà đến một cái lúc đó thì nó sẽ đào thải, nó sẽ giảm cái sắc tố ra đi và nó sẽ sáng ra. Nói chung là phải kiên trì. Nói chung là liên quan đến vấn đề trị nám là mình phải tin tưởng và kiên trì. Quan trọng là phải kiên trì. Vậy thưa bác sĩ, cái câu hỏi mà lần nào cũng phải hỏi, tại vì đây là cái điều mọi người rất là lo, là sau khi điều trị nám xong thì phải tái lại không? Đúng rồi, em sợ có quay trở lại hay không, cái việc tái không lại nám như thế sợ, nào sợ em nám em không bác tại vì cả một cái quá trình nó rất là vất vả. Đúng là rồi. Đúng không, các bạn quay lại lúc mới nãy mình có chia sẻ với các bạn về nguyên nhân gây nám. Câu trả lời dựa trên những cái nguyên nhân đó, các bạn trả lời giúp cho mình đi, là nám nó có thể quay trở lại không? Dạ có. Vì sao có bạn ha? Vì còn thất tình, còn người sao nữa chị? Đúng, vì Hoài còn thất tình. Thất tình dài. Đó là nó rơi vô trường hợp là nguyên nhân stress căng thẳng. Đúng rồi. Nguyên nhân khác, bạn vàng, bạn Hồng Phúc. Kem trộn. Đúng, nếu như mà da đẹp rồi mà chúng ta nghe một cái lời có cánh của một ai đó, sản phẩm này không phải kem trộn đâu, và mình vô tình mình xài, nhưng nếu nó đúng là bản chất của cái kem trộn thì chúng ta vẫn có thể bị nám, đúng không ạ? Rồi, nguyên nhân nữa là do Thơ là không nghe lời Phúc. Vì sao? Không chịu xài kem chống nắng. Từ xưa giờ là Thơ không xài kem chống nắng luôn. Thật ra nha, cái này mình cũng chia sẻ với các bạn luôn, trong tất cả những cái mỹ phẩm mà sản phẩm các bạn dùng tại nhà, các bạn có thể không có những loại nào, nhưng các bạn bắt buộc phải có kem chống nắng. Vì nắng cực kỳ là nguy hại cho da của chúng ta. Nó không chỉ làm cho da chúng ta tăng sắc tố như là nám, tàn nhang, đồi mồi, mà nó còn là nguyên nhân gây nên lão hóa da. Câu hỏi cuối cùng cho em được hỏi nữa hả? Dạ em muốn hỏi nữa. Số điện thoại chị là gì và địa chỉ nhà chị ở đâu? Nói chung là bây giờ tất cả những cái gì mà bạn cần phải liên lạc về những cái gì mà liên quan đến chương trình của chúng tôi, tại vì bác Nhật xuất hiện trong chương trình của tôi mà, thì hãy liên lạc số hotline của chương trình. Đọc lại thôi. 0968681111. Ủa là nghệ sĩ, ca sĩ người ta có quản lý, bây giờ bác sĩ cũng có quản lý luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thật sự ngày hôm nay đã mang đến quá nhiều những cái thông tin hữu ích cho chúng ta liên quan đến vấn đề điều trị nám da, đúng không ạ? Dạ. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với chương mục tiếp theo.
Thôi thưa quý vị, hy vọng là với những cái thông tin, những cái kiến thức rất là hữu ích từ bác sĩ Vũ Thị Minh Nhật cũng như là những cái mẹo trong việc làm đẹp đến từ các vị khách mời ngày hôm nay dành cho quý vị khán giả của Giải Mã Nhan Sắc thì sẽ giúp cho quý vị cũng cảm thấy tự tin hơn và rạng rỡ hơn mỗi ngày. Đến đây thì chương trình Giải Mã Nhan Sắc kỳ này xin phép được khép lại. Rất là cảm ơn Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Và quý vị ơi, hãy nhớ dành thời gian theo dõi chương trình vào cái khung giờ phát sóng rất là quen thuộc, đó là 10:30 thứ bảy hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Bên cạnh đó, nếu như quý vị có bất kỳ một cái thắc mắc nào liên quan đến việc làm đẹp thì hãy mạnh dạn liên lạc với chúng tôi thông qua fanpage facebook.com/giải mã nhan sắc hoặc là có thể gọi vào số hotline 0968681111. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.